cha, chớ rác mà điện giờ chứ, chưa có đỡ mới dậy cả. Chắc hôm qua theo u rô u liệt gì đây rồi dậy không nổi đây. Thôi. Alo. Thì alo anh à. Nổi cứ chờ. Dạ. Về không được hả anh? Dạ dạ. Vậy thì để em qua liên ạ. Dạ dạ. Alo, em à. Ừ, chỗ cũ nhá. Nhà chị đợt chưa về hai lô hàng. Hàng của chị là bấy khỏi chê. Ừ, rồi nhá. Con chào ba mẹ, cha nội, ba. Ơi. Ba cho con tiền mà con đi con đuổi nó sửa với ba. Con thì lúc mong tiền. Mới mở mắt ra là nghe tiền. Tú, qua đây nồi cho. Ba à. Ngăn mẹ cho. Để đó đi nó tí chuyển khoản cho cháu sao. Dạ, mà ba này. Thế, hôm qua ba ngủ có ngon không? Mà sáng nay ba đã ăn sáng chưa? Này, anh đưa tiền cho ba chưa? Dạ, tiền đây ba này. Ba cho con tiền mà con đi kèm luôn. Đây, con của con đây. Ba này, vợ chồng con đưa tiền cho ba đã rồi. Ba tiêu xài thoải mái. Chỉ với một điều kiện thôi nghe ba. Điều kiện chi rồi con? Ba ứng tiêu chi cũng được, ứng mua chi cũng được. Chỉ với một điều kiện là ba ở yên trong nhà cho con. Ngồi yên trong nhà đó, nghe nha. Ở dạ. Yên trong nhà. Dạ đúng rồi ba, vừa con nói đúng đó. Mà bây giờ con bận lắm. Thôi xin phép ba con phải đi đấy kìa. Ba ăn đi con đi nè. Tú, là chơi về nồi nghe con. Ba mẹ con đi cùng em. Đi. Nồi con đi đã nghe nồi, kẻ buồn con đi đã. Rớn đỡ mà ăn với nồi hết cả. Ba, rồi giờ chứ anh chi với cháu đi mà hết cả rồi. Vậy rồi, đi rồi Thảo nè. Thảo này, hôm qua đang ba đau gì đâu, ba không ngủ được, dậy nấu được buổi sáng bất ngon đấy. Mà chứ kẹo chắc đi hết, không ai ăn với ba hết. Thôi, hãy Thảo ăn với ba đi con. Thôi, con không ăn mơ. Mà ba này, con đã nói với anh chị biết bao nhiêu lần rồi là phải dành thời gian để quan tâm, chăm sóc cho ba, cho gia đình. Mà anh chị không chịu nghe. Thôi, con buồn, con chán, con đi đấy. Lại đi nữa rồi. Ông ơi, rồi con cái đi mua rồi mà gia đình vắng vẻ vắng hoe rồi. Bà Hương à, cha ơi, ngủ dậy đi hết cả rồi bà. Bà này, tôi lên lấy cả tháng trời rồi mà chưa có một ngày mốt được gần bên con cháu. Hành đi thôi, về nhà, mỗi đứa hành ôm một cái điện thoại, không ai quan tâm chứ ai cả. Tôi buồn lắm bà nè. Thôi, cái chi chứ cái đi thì ông cũng phải thông cảm. Thời buổi 4.0 là rửa đôi đó ông nè. À, mà bà đi, hôm nay là ngày đặc biệt của tôi. Ôi sao ơi, ngày kia mà ngày đặc biệt luôn. Ngày sinh nhật tôi bà nè. Ôi sao ơi, sinh nhật à. Thôi, tôi chúc ông sinh nhật vui vẻ nghe chứ ông. Này, ba này, thôi, hãy ngồi đây ăn với tôi bánh chảo kia đã. Thôi, chào với tôi ăn rồi. Thôi, ông ăn đi để tôi tránh thủ, tôi đi chờ tí đàng ấy chứ. Ông lại ăn đi. Đi nữa. Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi. Để ông ở dưới quê, trong một cuối tháng gửi tiền về cho ông. Nói sướng à, mắc mở chi, anh xuống, anh rước ba anh lên đấy. Để rồi bắt tôi ngày mông hầu hà mà châu trực và hầu hà ông. Ai mà chịu cho thấu. Em đòi thế mà nghe được à. Con cả thì mình phải có trách nhiệm với ba chứ. Em đòi thế làm năng được. Trách nhiệm được đó. Con chào ba mẹ, chào nội. Dạ ba. Ba. Nói ngay như có đi mong không? Không, ở nhà giữ nha. Ừ, rửa là giỏi rồi. Này, mình này, Hảo này, hôm nay là ngày sinh, ngày đặc biệt của ba. Chào, thôi, con biết là ngày chi đó. Mà ngày cuối tháng cho chi nữa. Mà ba này chưa bọn con bận lắm. Thôi, bọn con đi kìa. Lại đi, đi nữa. Alo, này. Đây, chơi tí. Đây, tu, đây rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt của nội. Nội, các bạn con chơi ngoan rồi, con đi đàng ấy nội, con đi đà. Tôi nghe nói nghe. Ba, rồi đến giờ chứ mà anh chị với Thảo chưa về luôn à? Thảo à, về rồi, đi hết nữa rồi Thảo nè. Thảo này, hôm nay là ngày đặc biệt của ba. Thôi, ba ơi, ngày đặc biệt chứ mà ngày đặc biệt. Con đi làm về đã mệt rồi. Giờ ba ngồi xuống đây, con đi vô con ngủ tí đã. Được cái ngày đặc biệt mà cũng nữa mà cho nói cả. Thôi, ba ơi, tôi nhớ ba lắm. Tôi về quê với bà đấy. Công việc cực khổ. Ui, em ơi, tiền của ai để trên bàn nhiêu đấy em? Ui chào, tiền của ai đi? Ui, cũng khéo tiền của ba cũng nên. Ôi chà, hỏi ba ơi, ba. Ba. Con chào ba mẹ, ba. Con mới về. Tú, con có thể nồi đúng không con? Ai biết, đã dặn đi dặn lại rồi. Ở nhà mà chơi về nồi, rửa mà con bò mà đi nữa. Con phải cái. Thôi, tôi xin mấy người đó, làm mà mỉ cho ai ngủ ngay chứ cả. Ô Thảo, rửa ba mơ. Rửa vừa này ba đang con ngồi đấy thế. Anh thấy chưa, tôi đã nói với anh rồi chứ.
tiền là ngươi nhà làm cực biệt mấy, rửa mấy có nghe tôi mơ. Máy mà ôm đi, ông thả cục tiền lại cho tôi, cho ông cầm đi nữa thì răng ăn ạ. Trời ơi, thôi thôi, bây giờ không có nói cái chi nữa hết. Mọi người một hướng, chia nhau ra đi tìm ba, nhanh lên. Ai đi tìm, tìm, ông tìm, tìm. Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi. Tôi về quê ba nữa. Lũ về quê còn ai chịu chăm ông nữa mà về quê. Ông lên đây à, có con có cái ông bởi nên về ở đây rồi. Máy mà đi ra ngoài nhé, gặp tôi tôi đưa về. Không à, ông đi lạc gì nữa, thì mình răng. Rồi ngồi đây đi, có nên về chưa đó? Quý về thì có cái nồi cho heo kìa. À, nồi nồi về rồi, bà về ơi, thả ơi, bà đi rồi. Thì bà đi bố cả chẳng phải bắt bồn có đi tìm mại được bà. Bà trời chân ạ, trong cái nhà này có ai sướng hơn bà nữa không? Tiền bạc tiêu thoải mái, dặn ở trong nhà, rồi con bỏ mày đi nữa. Chứ đúng rồi đó. Con đã dặn ngồi yên ở đây để con vô ngủ một tí, rồi mà hở tí là ba bỏ đi thế nào. Là cái mồ hương, mồ quá kè ba, rồi ba sợn sạc ba đi phải không? Đúng thôi thôi mà. thôi, các con im lặng hết cả đi, các con mới là người phải suy nghĩ lại. Các con cứ xem ba mẹ là gánh nặng của trong nhà đi, ba buồn lắm. Này, ba mấy à, ba mấy nói đúng rồi đó. Máy á, mà ra ngoài thế ô gặp, ô đưa về đó. Chứ mà không gặp á, thì mình răng. Mà bé có biết đó, ngày ni là ngày chi của ba mấy không? Ngày chi rồi nói? Ngày sinh nhật nuôi. Trời ơi, hôm nay là sinh nhật của ba. Tú, con cầm tiền đây. Chạy đi mua hoa và bánh về để ba tổ chức sinh nhật cho nuôi máu đi con. Trời ơi, Tú, cả con không đi mua cả. Ngồi lại đây cho ba nói chuyện. Ba chờ cả con về không phải là để tổ chức sinh nhật cho ba, mà ba chờ cả con về để ba muốn nói với cả con một điều rằng, bởi vì ba thương cả con nên ba mới bỏ mẹ bỏ cả dưới quê lên đây để mà mong người tuổi già được an vui bên con cháu. Rồi mà cả con cả cháu làm cho ba buồn lắm. Ba nhắc cả con một điều rằng, dẫu ngoài kia cuộc sống có xô bồ đến nhường nào đi chăng nữa, nhưng cả con phải giữ cho được nếp nhà. Nhà là phải có gia phong, có trên, có dưới. Ông bà, cha mẹ thì phải sống mẫu mực. Con cái thì phải quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Cháu thì phải biết hiếu thảo, lễ phép. Mọi thành viên trong gia đình là phải biết bình đẳng, tôn trọng, chia sẻ, yêu thương nhau. Đó là cái nếp nhà mà bao thế hệ gia đình Việt Nam cả con phải giữ, phải giữ. Và một điều hôm nay ba muốn nói với cả con rằng, thôi cho ba được về quê. Nói, nói đừng mê rồi, ở lại với ba con ơi, ba. Nãy giờ nghe ba nói như vậy á, thì còn con cũng biết lỗi của bọn con rồi. Thì ba mong rằng ba là đi với bọn con. Ba ơi, con biết lỗi rồi. Thôi ba ở đây với chúng con đi ba. Con ở với ba con sẽ thay đổi. Con sẽ vun bén hạnh phúc gia đình mình ba. Ba ơi, nói như anh chị là đúng rồi đó. Đúng rồi, nói đừng có mê được rồi. Nói ở lại với con. Ừ, thôi nghe cả con nói như nữa là ba mừng, ba vui lắm rồi. Dạ, đúng rồi ba nữa. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, gia đình chúng ta sẽ thay đổi. Đúng rồi, con đã hiểu ba. Tổ ấm gia đình không gì xoay ngược, một mái hương ước cho con vào đời. Để nhau vui ta hát ca, hoa đường ấm thơm hát thơ, mong ước cho tình thân gia đình có tháng năm càng thêm mạnh nồng. Hãy vững tin tình yêu gia đình trong trái tim và trong nụ cười. Gia đình nơi để yêu thương và chia sẻ.